Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên 20 tấn nhãn được bán trong 2 ngày phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên tại EcoPark. Thái Bình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Hiệu quả nuôi gà theo hướng an toàn sinh học tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhiều địa phương trong tỉnh Nam Định xây dựng trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Để thúc đẩy tiêu thụ nhãn cho người trồng nhãn trong tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động quảng bá tiêu thụ nhãn như lễ hội nhãn Hưng Yên năm 2018, hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và các mặt hàng nông sản của tỉnh, phiên chợ nhãn tại khu đô thị EcoPark. Theo số liệu của Sở Công Thương, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, tại khu đô thị EcoPark đã diễn ra phiên chợ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018. Trong 2 ngày diễn ra phiên chợ, có 50 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nhãn và các nông sản tiêu biểu của tỉnh. Phiên chợ đã giúp xuất bán 2 chuyến xe container chở nhãn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bữa Ăn An Toàn và Công ty Cổ phần Nhất Nam thuộc hệ thống siêu thị Vivimart để đưa nhãn Hưng Yên vào hệ thống phân phối trên toàn quốc. Ngoài ra, sản lượng nhãn bán trực tiếp tại 2 ngày diễn ra phiên chợ là 23,6 tấn với giá dao động từ 35 đến 60.000 đồng 1 kg. Cá biệt nhãn đường phèn được bán với giá 130.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, phiên chợ còn giúp cho các tổ hợp tác xã trong tỉnh kết nối cung cầu tiêu thụ hạt sen, long nhãn, mật ong và nhiều mặt hàng nông sản tiêu biểu trong tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã thúc đẩy sản xuất trong khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Do đó, giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 ở khu vực này tăng trên 18% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, một số khu công nghiệp có giá trị sản xuất tăng trưởng cao như khu công nghiệp Phúc Khánh, khu công nghiệp Tiền Hải, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Đến thời điểm này, đã có 142 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Hiện tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các sở ngành huyện thành phố nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay đã có thêm 2 đơn vị doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc và Đài Loan tới khảo sát đầu tư dự án điện khí và lọc dầu để triển khai trong thời gian tới. Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hiện có 64 doanh nghiệp đang đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Các ngành nghề may công nghiệp, cơ khí, sản xuất bao bì, phụ tùng máy nông nghiệp, các sản phẩm giấy thu hút trên 3.000 lao động làm việc tập trung. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bảo hộ lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Ngọc, cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định đã đầu tư dây chuyền đồng bộ hiện đại, chú trọng đầu tư nguồn nhân lực ở tất cả các khâu từ quản lý, thiết kế mẫu đến trực tiếp sản xuất. Phần lớn sản phẩm do công ty tự thiết kế, sản xuất thành phẩm, phân phối ra thị trường. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 100 công nhân với mức lương khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp An Xá cũng phát huy vai trò quản lý nhà nước, làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp An Xá hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế công nghiệp của thành phố và của tỉnh, khẳng định nội lực và hướng phát triển vững chắc. Nâng cao chất lượng sản phẩm là giải pháp để phát triển kinh tế nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. Để đáp ứng thị trường và tăng hiệu quả kinh tế, mô hình chăn nuôi bằng phương pháp sử dụng đệm lót sinh học được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản triển khai ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã đem lại hiệu quả tích cực, mở ra hướng chăn nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Mô hình được triển khai thực hiện ở gia đình ông Đinh Văn Thủy ở thôn Tân Thành, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, quy mô 1.000 con gà di. Ngoài hỗ trợ con giống, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản còn tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trực tiếp tham gia làm đệm lót sinh học, thường xuyên hướng dẫn kiểm tra giám sát hộ chăn nuôi thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và bảo dưỡng đệm lót theo đúng quy định. Đến nay, sau hơn 100 ngày nuôi gà đạt bình quân 2 kg, gà sạch bệnh, khỏe mạnh nên giá cao hơn so với thị trường. Mô hình chăn nuôi được triển khai nhằm thay đổi thói quen trong chăn nuôi quảng canh, hướng tới nền chăn nuôi hiện đại và tăng hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, để năm học mới 2018-2019 đạt được kết quả cao, ngoài đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy, những ngày này thầy và trò các nhà trường trong thành phố Hưng Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Chỉ cách đây 2 năm, các thầy cô giáo và trên 400 em học sinh trường tiểu học Phương Triều phải học tập trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp. Tuy nhiên, năm học mới này, trường đã có diện mạo hoàn toàn mới, được đầu tư xây dựng 10 phòng học, các hạng mục như tường bao, sân trường được chỉnh trang. Đặc biệt là khu nhà vệ sinh cũng được xây dựng mới, sạch sẽ, khiến thầy và trò nhà trường hết sức vui mừng, phấn khởi. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019, thì nhà trường đã tổ chức cuộc họp và triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ giáo viên và thống nhất là tổ chức lễ khai giảng năm học mới trên tinh thần là ngắn gọn và xúc tích. Sau khi là buổi lễ khai giảng thì sẽ tổ chức các lớp sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi trong ngày khai giảng để tạo cho các em có cái phấn khởi. Hiện thầy và trò trường trung học cơ sở xã Bảo Khê cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Điều đặc biệt là năm học này, niềm vui như được nhân đôi bởi sau bao ngày nỗ lực phấn đấu, trường đã được Bộ Giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường sẽ tập trung vào cái phần hội, phần lễ thì chỉ làm nhanh gọn trong khoảng 30 phút thôi. Các lớp, mỗi một lớp các cháu đăng ký 2 tiết mục, cho nên là nhà trường sẽ dành chủ yếu cái thời gian cho cái phần hội. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2018-2019, thành phố Hưng Yên có gần 40 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, có thêm 4 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 30 trường. Năm học 2018-2019 này, tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng trên địa bàn thành phố ở cả 3 cấp đều đạt tỷ lệ cao, trong đó cấp mầm non đạt trên 94%. Cấp tiểu học đạt trên 98% và cấp trung học cơ sở đạt gần 98%. Để ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng ngắn gọn thiết thực, đồng thời là ngày hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian vui tươi và sinh động cho các em học sinh tham gia. Bằng nguồn ngân sách và đóng góp của nhân dân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xây dựng các trường học cao tầng hiện đại theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn tỉnh đã có 692 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp mầm non có 192 trường, 177 trường đạt chuẩn mức độ 1, 15 trường đạt chuẩn mức độ 2. Cấp tiểu học có 285 trường, trong đó có 107 trường đạt chuẩn mức độ 1, 178 trường đạt chuẩn mức độ 2. Cấp trung học cơ sở có 187 trường, cấp trung học phổ thông có 28 trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu về cơ sở vật chất, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Ngoài ra, toàn ngành đã có 407 trường được công nhận đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Trong năm học mới 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các địa phương tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp với xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khánh thành lớp học trường tiểu học để kịp khai giảng năm học mới. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2017 trên diện tích 350 m², gồm 2 tầng, 8 phòng học. Tổng kinh phí xây dựng 4,5 tỷ đồng do Tổng công ty phân bón và hóa chất tài trợ 100%. Sự hỗ trợ này giúp xã Thăng Long hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới. Trong thời gian thi công trường tiểu học, công ty cũng bàn giao 10 nhà đại đoàn kết, tặng hộ nghèo, mỗi ngôi nhà được công ty hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhân dịp này, công ty cổ phần tư vấn thiết kế trang trí nhà Việt cũng đã tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, số người tham gia mạng xã hội ngày càng tăng, do đó nâng cao trách nhiệm của cá nhân khi tham gia mạng xã hội là điều cần thiết, nhất là khi luật an ninh mạng được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chỉ cần có máy tính hoặc thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, iPad được kết nối Internet, ai cũng có thể lập một hoặc nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Hiện nay không ít các bạn trẻ dành khá nhiều thời gian để lướt Facebook và Google, YouTube, tham gia giao lưu, chia sẻ cùng bạn bè,
và đôi khi là cả với những người chưa quen biết. Có một thực tế hiện nay là độ tuổi tham gia mạng xã hội được trẻ hóa. Nhiều em tham gia khi mới 14-15 tuổi. Ở lứa tuổi này, các em chưa đủ năng lực để phân loại thông tin trên mạng. Vì vậy, việc trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm khi tham gia đang được các nhà trường, đoàn thanh niên chú trọng để các em hiểu và thực hiện đúng theo quy định của luật an ninh mạng vừa được thông qua. Với mỗi nhà trường trong ngành giáo dục thì đều có sự định hướng, phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong công tác tư vấn, tuyên truyền và giáo dục các em làm sao và tham gia chia sẻ những thông tin, cập nhật thông tin một cách bổ ích, không nghe, không làm những cái gì mà trái với những cái quy định chung. Đặc biệt là có những nội quy, quy định của nhà trường về công tác hướng dẫn cũng như là tập huấn cho các đồng chí giáo viên cốt cán về môn tin học để từ đó là định hướng cho học sinh những cái nội dung chương trình để đưa lên khi trước khi chia sẻ hoặc là cập nhật thông tin gì đó đều phải có trách nhiệm với những cái nguồn thông tin của mình. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích từ công nghệ mang lại, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, những hạn chế tác động tiêu cực vẫn còn tồn tại với những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cá nhân hay đơn vị tổ chức. Do đó, luật an ninh mạng khi có hiệu lực ban hành với các điều khoản được quy định chặt chẽ về nguyên tắc, biện pháp, các hành vi bị nghiêm cấm sẽ giúp xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Ngành Y tế tỉnh Thái Bình đang xây dựng đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị tuyến tỉnh gồm Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Thực tiễn hiện nay tại Thái Bình, ở tuyến tỉnh có nhiều đơn vị làm đầu mối về công tác kiểm soát phòng chống bệnh tật tại cộng đồng. Điều này dẫn tới sự thiếu thống nhất, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, khó khăn khi phối hợp, lãng phí đầu tư về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị do phải chia nhỏ, dàn trải, cản trở tới sự phát triển của mỗi đơn vị. Bởi vậy, khi sáp nhập 4 đơn vị thành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tuyến tỉnh, hay gọi tắt là Trung tâm CDC, sẽ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe cộng đồng, khám, phát hiện điều trị, dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. Lộ trình xây dựng trung tâm mới này tại địa điểm hiện tại của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động. Hiện các trung tâm đang phối hợp tham mưu với Sở Y tế hoàn thiện đề án sáp nhập để trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc sáp nhập sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2019. Thời gian qua, ngành y tế cũng như chính quyền địa phương huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả. Từ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có 10 trên 11 xã thị trấn đạt chuẩn y tế quốc gia giai đoạn đến năm 2020, cùng với tập trung chỉ đạo các xã thị trấn và ngành y tế thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, huyện đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho y tế, tranh thủ các nguồn vốn, huy động đóng góp của cộng đồng để nâng cấp xây mới, đầu tư trang thiết bị y tế cho trạm y tế các xã, triển khai xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020. Huyện Mỹ Lộc đặt ra mục tiêu đến năm 2018 sẽ có 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các trạm y tế, cán bộ y tế được đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn để trạm y tế có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Mỹ Lộc tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để các trạm y tế có đủ cơ cấu cán bộ, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Sau một thời gian bị mai một, nghệ thuật ca trù đang được manh nha hồi sinh ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nơi doanh điển sứ Nguyễn Công Trứ, người có công khẩn hoang, lập nên vùng đất này và sáng tác nhiều tác phẩm ca trù. Lớp dạy ca hát trù do huyện tổ chức với 30 học viên là giáo viên dạy âm nhạc và những người có năng khiếu, yêu thích ca trù trên địa bàn huyện. Ban đầu là những làn điệu quen thuộc như Hồng Hồng, Tuyết Tuyết, Khen Ai, Khéo Vẽ,
Tiếp đến là những bài phức tạp hơn, đòi hỏi người hát phải có sự tập luyện kiên trì và năng khiếu vượt trội. Những nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp truyền dạy. Đây là những nghệ nhân chuyên nghiệp, am tường và có kiến thức, kỹ năng sâu rộng về loại hình ca trù, với sự đam mê, mong muốn giữ gìn di sản của dân tộc. Những nghệ nhân đã nỗ lực trao truyền, đào tạo hát ca trù, góp phần làm sống dậy niềm yêu thích bộ môn nghệ thuật này cho những người con Kim Sơn. Lãnh đạo của huyện Kim Sơn đã có cái kế hoạch, có cái chủ trương để mà mở lớp học ca trù tại đất Kim Sơn này là chúng tôi rất mừng. Thì nói thật, anh em cùng Hà Tĩnh cũng rất là nhiều việc nhưng mà tranh thủ ra đây bởi vì cái tâm huyết của là lãnh đạo đấy để mà nối lại cái gánh hát ca trù của cụ ngay đền thờ của cụ Nguyễn Công Trứ. Thì là rất ý nghĩa một cái việc là tri ân cụ, đang chỉ có cái sân chơi cho các bậc táo nhân đất Kim Sơn và chúng tôi rất mừng. Sự ra đời của lớp dạy hát ca trù tiến tới thành lập câu lạc bộ ca hát truyền thống huyện Kim Sơn bắt nguồn từ chủ trương triển khai các hoạt động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện, đặc biệt là lễ hội đền Nguyễn Công Trứ hàng năm để tri ân người đã có công khẩn hoang thành lập nên mảnh đất này. Với quyết tâm khôi phục lại nghệ thuật ca trù, Kim Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lớp dạy hát ca trù và đi tìm hiểu thực tế tại câu lạc bộ ca trù Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nơi nghệ thuật ca trù được bảo tồn và phát huy. Đồng thời xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động của lớp dạy hát ca trù, đảm bảo việc truyền dạy đạt kết quả tốt. Về lâu dài, huyện có kế hoạch từng bước đưa việc truyền dạy ca trù vào trong trường học. Bước đầu thì học viên thì chúng tôi cũng tận dụng phối hợp với cái lực lượng giáo viên là lực lượng là giáo viên dạy âm nhạc ở các trường để tiến tới đây sau này sẽ đưa ca trù vào trường học. Phối hợp với Ủy ban dân xã Quang Thiện chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, địa điểm để tạo điều kiện cho lớp ca trù thành công. Những học viên đầu tiên của lớp dạy hát ca trù Kim Sơn đang nỗ lực đóng góp cho sự hồi sinh, phát triển, bảo tồn di sản ca trù, loại hình di sản phi vật thể thế giới, ngay trên vùng đất mà doanh điền xứ Nguyễn Công Trứ đã lập nên. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 10 năm 2017 của tỉnh ủy về xây dựng và phát triển con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển bền vững. Mới đây tại nhà chứa quan họ khu 3 thuộc phường Thị Cầu, Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bắc Ninh đã tổ chức chương trình giao lưu Cảnh hát quan họ đêm tằm lần thứ 8 giữa hai câu lạc bộ quan họ Thị Cầu và Đương Xá. Cảnh hát quan họ đêm tằm là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh và ca trù giai đoạn 2013-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Qua 7 lần tổ chức, chương trình đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp, hình thành nên sân chơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng để các câu lạc bộ, các liền anh liền chị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn giao lưu, học hỏi, trao dồi kiến thức và vun đắp tình yêu đối với dân ca quan họ. Tại không gian của những nhà chứa quan họ, càng là nhịp cầu nối cho những ai yêu mến nét văn hóa truyền thống trở về vùng đất Bắc Ninh, Kinh Bắc để được thưởng thức và đi đến tận cùng với những luyến láy của làn điệu quan họ thiết tha, mượt mà đậm nghĩa tình. Với 31 trên 44 làng quan họ gốc, thành phố Bắc Ninh có lẽ nơi khởi nguồn dân ca quan họ Bắc Ninh, làn điệu dân ca được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Với sự nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ, thành phố đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả được nhân dân đồng lòng ủng hộ. Sau thời gian thực hiện khá nghiêm túc chỉ thị số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, thì đến nay tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lại xuất hiện ở nhiều địa phương của huyện Đông Hưng. Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, từ đầu năm đến nay, huyện Đông Hưng đã ban hành 6 công văn để đôn đốc chỉ đạo thực hiện, duy trì và xử lý tình trạng ùn tắc giao thông tại một số điểm ùn tắc ở các xã thị trấn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán lại bắt đầu xuất hiện và tái diễn ở nhiều địa phương của huyện Đông Hưng, đặc biệt là tại khu vực thị trấn và các xã Đông Hợp, Đông Á, Đông La, Nguyên Xá. Nhiều đoạn đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao,
vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 10 và quốc lộ 39, có những hộ vi phạm đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính tới lần thứ tư, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tái lấn chiếm. Điều đó cho thấy vai trò của cấp ủy chính quyền ở cấp cơ sở chưa vào cuộc một cách nghiêm túc, còn làm hình thức, chiếu lệ, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, dẫn đến tình trạng phạt thì vẫn phạt, những vi phạm vẫn tiếp diễn. Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, thì cũng cần có những biện pháp đủ mạnh để chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng tái vi phạm hành lang an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.